Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 24 để xem xét cho ý kiến về các nội dung quan trọng. Phiên họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự án luật đường bộ và dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đây là hai dự án luật đã được Quốc hội quyết định trong nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, bổ sung chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Theo tiến độ, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 và xem xét quyết định thông qua tại kỳ họp thứ 7. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét về biểu quyết thông qua nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Theo Chủ tịch Quốc hội, khi dự thảo nghị quyết này được thông qua thì chính phủ và các cơ quan tổ chức hữu quan các địa phương để phục vụ kịp thời cho đại hội Đảng bộ các cấp để tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ xem xét để kịp thời thể chế hóa kết luận 48 của Bộ Chính trị và nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về sắp xếp tinh giản bộ máy biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của quản lý nhà nước và nghị quyết 27 của Trung ương khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.